xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với tuổi Tý, tiểu nhân rình rập, cẩn thận mọi bên. Bước sang tháng 8 âm lịch thấy rằng tháng này không phải là khoảng thời gian quá xuân sẻ đối với những chú chuột, song bạn cũng trở nên vì thế mà bị quan. hung tinh và các tinh luôn lưng phiên, soi triểu sẽ giúp bạn tìm thấy ánh sáng của con đường hầm. Cốt là bạn có đủ quyết tâm để cố gắng tới cùng xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với người tuổi Tỵ thấy rằng trên phương diện sự nghiệp, cục diện tương phá cho thấy bạn dễ bị đồng nghiệp cản trở, tiểu nhân mưu hại nên mọi kế hoạch không tiến triển suôn sẻ như dự kiến. Nội bộ lục đục khiến bạn dù đứng ở vị thể lãnh đạo hay chỉ là nhân viên cũng sẽ phải đau đầu tìm cách ứng phó. Sai lộc cũng chưa có dấu hiệu phát triển đáng kể trong khoảng thời gian này. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi xung quanh bạn luôn có kẻ xấu trực chờ ném đá dấu tay, cướp công lao hoặc tiền bạc mà bạn tốn công tốn sức suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, tình cảm lại đem tới cho con giáp người tuổi tỷ nhiều niềm vui. Người độc thân có thể nhận ra ai là người luôn bên cạnh để ủng hộ mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, với những người có đôi có cặp, bạn nhận được nguồn cổ vũ lớn lao từ nửa kia. Nhờ có người ấy mà bạn cảm thấy có thêm dũng khí đối diện với những điều chưa biết trước xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng tân dậu, mọi chuyện sẽ khó có thể tiến triển thuận lợi như những chú chuột mong muốn. Dưới tác động xấu của cục diện tỷ dậu tương xung, bạn phải cẩn thận trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì bởi các nguy cơ luôn rình rập phía trước. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nên chú ý hơn tới việc xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy tránh xa những kẻ xấu tính luôn tìm cách bởi mốc sai lầm của người khác. Việc kết bè, kết đảng cũng phải hết sức cần tránh, kéo bạn phải tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Dù là khi bắt tay vào công việc đơn giản hay phức tạp bạn cũng không được phép lờ là. Kẻ xấu có thể nhân cơ hội này cướp đi công lao của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của con giáp người tuổi tỷ không chỉ có những khó khăn, những điểm sáng mà các tình thiền đức mang tới sẽ giúp cho người tuổi tỷ tì tìm ra cơ hội khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân mình, cốt là bạn có chịu cố gắng tới cùng hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm làm việc thiện, bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp hơn. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên nóng nảy, tốt nhất hãy trao đổi với mọi người xung quanh với tinh thần lắng nghe và cải mở. 2. Luận về phương diện tài chính Đối với vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển như ý trong khoảng thời gian này, thậm chí bản mệnh người tuổi tỷ còn phải cẩn thận trước nguy cơ hào tài tốn của luôn rình rập. Người làm công ăn lương nên tập trung vào công việc của mình, tránh xảy ra những lỗi sai phải đền bù thiệt hại. Hơn nữa, nếu bạn không biết bảo vệ thành quả lao động của mình thì rất dễ bị kẻ gian cướp mất công lao, công sức của mình là để kẻ khác hưởng. Với những người làm đầu tư kinh doanh, việc chốc hết vốn vào các dự án trong tháng này cần tiến hành một cách hạn chế, tốt nhất là không đưa, đưa ra những quyết định quá vội vàng. Dù các mỗi đầu tư có vẻ triển vọng đến mấy thì cũng dễ tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không lường trước được. Trong gia đình anh chị em lục đục về vấn đề tài sản cũng khiến cho con giáp người tuổi tỷ thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi người nên hạn chế lòng tham của mình, biết thể nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc và nhân nhịn cho những người cần tiền hơn mình. Nếu ai cũng muốn giành được lợi lộc thì tình cảm dễ rạn nứt. Để tránh nguy cơ không đáng có, thì các tình thiên đức và trường sinh khuyên bạn nên làm nhiều việc thiện hơn. Bạn đối xử tốt với mọi người thì khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ lại. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng 8 âm lịch, phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những dấu hiệu khởi sắc hơn rất nhiều. Điều này giúp cho người tụ tỷ thở vào nhẹ nhõm. Bởi bạn biết xung quanh mình vẫn có những người xứng đáng để giữ dẫm và tình cậy. Với những ai độc thân, bạn nhận ra ai là người luôn bên cạnh giúp đỡ cổ vũ mình vượt qua khó khăn có đối phương ở bên cạnh bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào chính mình nếu bạn nhận ra mình có thiện cảm với đối phương thì đừng ngần ngại là người chủ động tạo cơ hội và bày tỏ tình cảm đấy nhé với người đã có đôi có cặp, người ấy đem lại sự cổ vũ và động viên lẫn lao giúp bạn có đủ lòng dũng cảm để đối diện với những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Nếu có việc gì khó xử, bạn nên chủ động tâm sự với đối phương để tìm được sự giúp đỡ và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trong gia đình thì các mối quan hệ cha mẹ với con cái hoặc giữa các anh chị em lại không được bình yên như mong muốn. Mọi người nên bình tĩnh để có thể trò chuyện và đặt mình vào vị trí của đối phương, đừng khiến mọi người thêm mệt mỏi, phức tạp, căng thẳng đến mức người một nhà phải từ mặt nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhiều áp lực trong cuộc sống ập tới khiến cho những chú chuột cảm thấy khá mệt mỏi. Song may mắn là điều đó chưa gây ảnh hưởng lớn tới phương diện sức khỏe. Nhìn chung, bạn vẫn đủ sức để vượt qua và minh mẫn để đối diện với những khó khăn. Còn giáp này nên lựa chọn tâm sự, chia sẻ gánh nặng với những người đáng tin cậy. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng mối quan hệ xã giao với mọi người cẩm nang phượng phận cho từng tuổi tỷ vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. một Tuổi Mậu Tỷ sinh năm 1948 Mệnh hỏa Năm sao Thái Bạch Nữ sao Thái Âm Khẩu quyết Kẻ xấu luôn rình rập ném đá dấu tay Cần cẩn thận trong mọi việc Quý nhân phù trợ tuổi sầu tuổi thân Tiểu nhân tuổi giàu tuổi môi Màu sắc may mắn màu trắng màu đen 2. Tuổi canh tí, sinh năm 1960, mệnh thổ, năm sao la hầu, nữ sao kể đô, khổ khuyết, kinh doanh khó khăn, hạn chế đầu tư, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Quý nhân phù trợ, tuổi sầu tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi nhâm tí, sinh năm 1972, mệnh mộc, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khổ khuyết, anh chị em trong nhà dễ bất hoa, tranh giành tài sản, quan hệ tràn nứt. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi giáp tý sinh năm 1984, mệnh kim, năm sao thái bạch, nợ sao thái âm, khẩu quyết. Nhận ra ai là người luôn bên cạnh giúp đỡ và cổ vũ mình trong khó khăn. Quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tuất tuổi ngọ màu sắc may mắn màu trắng màu xanh dương năm tuổi bính tỵ sinh năm 1996 mệnh thủy năm sao la hầu nữ sao kẻ đô khó quyết sức khỏe ổn định hãy chú ý duy trì lõi sinh hoạt điều độ nên tâm sự nhiều hơn quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi thân tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão màu sắc may mắn màu vàng ghi màu kim Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Sửu các tình chiếu rọi mọi việc thành thông. Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy rằng tháng này đem tới khá nhiều may mắn cho những chủ trâu. Do được nhiều các tình chiếu mệnh nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng thuận lợi hơn người khác, thậm chí còn giáp này còn gặt hái được những kết quả tốt hơn dự tính bước sang tháng mới có nhiều may mắn đối với người tuổi sụ tam hợp nâng đỡ sự nghiệp tiến triển xuân sẻ khiến bạn luôn phải cảm thấy hăng hái nhiệt tình bạn phát huy được điểm mạnh của bản thân lại thêm các mối quan hệ xã giao khá hài hòa nên những khó khăn cũng có thể hoàn thành đúng như kế hoạch thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, thời điểm tháng 8 âm lịch thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với đối tác khách hàng. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu xu thể, kiểm về một khoản tiền kha khá Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc, người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong một tình huống mà bạn không ngờ tới. Trong khi đó, người có đôi có cặp luôn chân thành quan tâm, lo lắng cho nhau. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang tháng tân dậu còn giáp này có một tháng làm việc cực kỳ hanh thông thuận lợi một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp Tháng này, những chủ trâu rất thích hợp bắt tay vào những thực hiện hóa các kế hoạch đã xây dựng từ trước đó. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái từ cấp trên. Hơn nữa, con giáp này còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chính chắn nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tự tin và tin tưởng ở bản thân, chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thể mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn, đem về lợi ích cho công ty. Việc học hành thi cử cũng dễ đạt được những kết quả tốt trong tháng này. Chỉ cần bạn tập trung trong quá trình ôn tập và tự tin khi bước vào phòng thi thì bạn sẽ thấy nội dung chẳng có gì là khó khăn như tưởng tượng. Nếu đang tìm kiếm công việc trong tháng 8 âm lịch này, nhiều khả năng còn giáp người tuổi Sửu sẽ tìm được công việc như ý. Hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm bản thân, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tiến dụng. Hai, luận về phương diện tài chính. Tháng Tân Dậu này, người tuổi Sửu sẽ kiếm được một khoản trủng rỉnh. Nhờ vậy mà bạn không cần phải lo tới chuyện chi tiêu. Nếu đã cố gắng không ngừng cho sự nghiệp, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ nhỏ nào đó. Với người làm công ăn lương, thành tích cao trong sự nghiệp hứa hẹn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Đây là phần thưởng cấp trên dành cho bạn, kích lệ tinh thần làm việc của bạn. Nếu là người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ hài hòa do tam hợp đem lại giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, kiếm đồng tiền trải vào tuổi thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bạn cũng có thể là người mở lỗi đi riêng, chỉ huy nhân viên, cấp dưới hoặc những người tình theo mình đi theo sự hưởng đúng đẳng. Nhờ vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư giả theo đó. Nếu có ý định đầu tư trong tháng 8 âm lịch thì bạn có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, bạn nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo xem tử vi tháng 8 âm lịch năm quý mão cho thấy phương diện tình cảm của những chú trâu có những điểm sáng đáng mừng dù là người độc thân có đôi có cặp hay đã lập gia đình bạn đều tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong tháng nay rất có thể bạn sẽ tìm được người có cùng quan điểm với mình ở đó với những thành tích xuất sắc trong công việc, bạn cũng thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể khiến nhiều người khác phải chú ý. Bạn mệnh cũng có thể cần nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng, công ty bởi họ là người bạn đã từng quen biết trước đó. Với những người có đôi có cặp có được sự thấu hiểu của nửa kia nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm, nói lời hỏi thăm thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được một nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp. Mỗi quan hệ giữa cha mẹ con cái trong nhà cũng khá bình yên. Dù giữa đôi bên vẫn có những quan điểm khác biệt, song bạn vẫn biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Không còn cứng đầu cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe tình hình sức khỏe của người tuổi sủ không được tốt cho lắm do chịu tác động của bạch hậu hung tinh. Tháng này cảnh bảo hòa huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh những sự cổ ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì bạn nên thăm khám bác sĩ kịp thời. Còn nếu trần chờ để thời gian kéo dài, thì bệnh sẽ trở nặng đến lúc đó sẽ tốn tiền nhiều và công sức chạy chữa nhiều hơn. Theo tử vi tháng 8 âm lịch cho biết dù công việc có bận rộn đến mấy thì con giáp người tuổi Sửu cũng nên chú ý tới việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức khiến cho tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi kỷ sổ sinh năm 1949, mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nửa sao một đức, khẩu quyết. Công việc thuận lợi xã giao hài hòa có cơ hội thăng tiến. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu vàng. 2 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, thích hợp mở rộng đầu tư kinh doanh, kiếm tiền về đại tuổi. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu nâu. 3. Tuổi Quỷ Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên luôn quan tâm và thông cảm cho nhau. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. tuổi Ất Sửu sang năm 1985 mệnh Kim, năm sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, Khảo Quyết. Hãy cởi mở trong các mối quan hệ bạn sẽ tìm được người yêu mến. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Dần. Màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng kim. Năm tuổi đinh sửu sinh năm 1997 mệnh thủy nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe nếu có bệnh thì nên thăm khám chữa trị ngay quý nhân phù trợ tuổi sổ tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu tím màu nâu tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi dần cuộc sống bình yên chú ý rèn luyện Tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy rằng có thể tháng nay những chủ hộ sẽ chưa đạt được những bước tiến vượt bậc nào trên các phương diện của cuộc sống. Xong, còn giáp này đừng vì vậy mà nặng lòng. Đây là khoảng thời gian bạn cần hết sức cố gắng để có thể tạo ra bước đà cho sự phát triển trong tương lai. Bước sang tháng 8 âm lịch, Nguyệt lệnh làm thầy khuyên những người đang đi làm hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và đừng ngại tiếp xúc với những lĩnh vực mới hay những kiến thức mới. Nếu bây giờ bạn chuẩn bị được cho mình hành trang vững chắc thì đến khi cơ hội tới, bạn có thể nắm chắc trong tay và thăng tiến một cách vượt bậc. Với những người làm ăn kinh doanh, việc đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn sản xuất không nên tiến hành một cách vội vã vào thời điểm tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh cần phải có thêm nhiều thời gian để bổ sung kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Còn giáp này cũng nên kiểm chứng những thông tin mình nhận được một cách kỹ càng, trở nên dễ tin người kẹo rơi vào cãi bẫy, gây hào tài tổn của phương diện tình cảm lại chưa được thuận lợi như ý muốn người độc thân hay có đôi có cặp gặp những chuyện không được như ý khiến cho đôi bên có những xích mích người độc thân cần phải chân thành hơn không nên đứng nỗi này mà trong nỗi nọ hoặc bắt cả hai tay bạn nên trân trọng những gì mình đang có, theo đuổi những điều xa vời, viễn vong sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh chịu tổn thương. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi dần luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang tháng tân dậu, sự nghiệp của những chủ hộ thiền về bình ổn trong khoảng thời gian này, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không phát triển. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để học thêm những kiến thức, kỹ năng mới hoặc tiếp xúc với những nội dung công việc mới giúp mình trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Công việc lặp đi lặp lại đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Xong, nguyệt lệnh làm thai khuyên bạn trở nên lơ là, thiểu tập trung, nếu không làm nghiêm túc, bạn sẽ dễ rơi vào những lỗi sai hoặc làm chậm tiến độ gây hưởng tới cả tập thể. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực mới, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ và chú ý học hỏi mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần khi nêu ra câu hỏi hoặc ý kiến của mình, như vậy bạn sẽ hiểu sâu hơn về các vấn đề, thậm chí gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc làm nên dành thời gian để suy nghĩ xem điểm mạnh của mình là gì, công việc mình muốn làm là gì. Bạn cần nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng những điều xa vời, như vậy bạn mới tìm được công việc phù hợp với mình. Tự vì các tình xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nếu bạn không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thì tháng nay nhiều cơ hội để bạn khẳng định vị thế sẽ xuất hiện. Nếu nắm bắt kịp thời, bạn có thể tạo ra được những bước điểm vững chắc cho hành trang thăng tiến trong tương lai. Hai Luận về phương diện tài chính Thẳng tân giọng này, người tuổi dân cũng chưa có dấu hiệu phát triển tiền bạc một cách rõ ràng. Xong, bạn không nên vì vậy mà vội vã làm việc thiểu cần nhất. Đây là lúc mà những chủ hộ nên chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để chờ đợi thời cơ đến bất cứ khi nào dù làm ăn, kinh doanh trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi bạn đã có độ kiến thức và kỹ năng vững vàng, lại có thêm mục tiêu cụ thể, thì bạn sẽ không sợ phải chịu sự cạnh tranh, trở xấu của bất kỳ ai. Với những ai vừa bước vào lĩnh vực mới hoặc đang có nhiều tiền trong tay, trở nên vội vã, dốc hết vốn đầu tư. Bạn trở nên nghe theo những lời rủ rê bồi tai mà những người không quen biết nổi với mình. Nếu bạn không thận trọng thì dễ rơi vào cãi bẫy của kẻ tiểu nhân dẫn tới cảnh tiền bạc thất thoát. Các tình tử vi và dạy thần cho thấy cơ hội vẫn xuất hiện trong tháng này nhưng chỉ ai nhanh nhạy mới nắm bắt được thời cơ. Thời điểm này, Còn giáp người tuổi dân nên chú ý giúp đỡ mọi người xung quanh mở rộng các mối quan hệ để chuẩn bị cho tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình cảm gia đạo tiếc rằng người tội dân lại không có nhiều tình vui. Quan hệ trạng nứt là dấu hiệu chứng tỏ bạn nên xem lại cách hành sự của mình. Nếu mắc sai lầm ở đâu thì cần mau chóng tìm cách sửa đổi ngay. Người có đôi có cặp không giữ được các mối quan hệ ngoài luôn dù bạn được nhiều người tiếp cận đi nữa thì cũng trở có những buông thả bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy giữ khoảng cách phù hợp với những người khác để không rơi vào những lời đồn thổi tai tiếng gây hưởng tới hình ảnh của bản thân, tổn thương tới những người thân thiết nhất với mình. Nếu đang tìm hiểu một ai đó, bạn cũng nên nhắc nhở mình dành nhiều sự quan tâm hơn cho đối phương, nghiêm túc trở nên đứng núi này mà trong núi nọ. Nếu bạn không chân thành trong chuyện tình cảm thì mọi quan hệ sẽ chẳng thể nào lâu bền. Bạn không nhận khiến cho đối phương tổn thương mà trong tương lai bạn có thể sẽ phải hỏi hận. Tử vi tháng 8 âm lịch này đối với người độc thân trở nên đặt ra mục tiêu quá cao cho nửa kia tương lai của mình và coi thường những người chân thành tìm cách tiếp cận bạn. Bạn không phải người hoàn hảo vì thế đừng yêu cầu một ai đó phải đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đặt ra. Trong các mối quan hệ, sự chân thành là điều quan trọng, khi đã ở bên nhau thì nên tìm cách dung hòa với nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện này thì người tuổi dân không gặp vấn đề gì lớn lao. Bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động thể dục thể thao giúp tăng cường sức mạnh, thể chất. Dù có nhiều thời gian rảnh, bạn cũng trở nên tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Nếu nghỉ ngơi không điều độ, bạn cũng có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi, thậm chí khiến cho đầu óc u mê, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Cả. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi dần vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi canh dân sinh năm 1950, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hẩn khẩu quyết. Hãy dành thời gian học hỏi thêm kiến thức, chuẩn bị nắm bắt cơ hội trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi tuất, tiểu nhân tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá. Hai, Tuổi nhâm dân sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết kinh doanh không có nhiều biến động, cẩn thận nếu muốn tham gia vào những lĩnh vực mới. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi hại, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 3. Tuổi giáp dân, sinh năm 1974 Mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, không nên buông thả theo các thủ vui, chú ý sắp xếp thời gian hợp lý. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh da trời. 4. Tuổi bính Dân, sinh năm 1986. Mạnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hởn, khẩu quyết, nên trung thủy với nửa kia, không nên đứng núi này mà trong núi nọ. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. năm Tuổi Mậu Dân, sinh năm 1998 mệnh thổ, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, chú ý, sinh hoạt điều độ không nên dành quá nhiều thời gian vào những việc khác. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi mão, khó khăn dồn dập, cuộc sống bể tắc, xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết. Đây là khoảng thời gian đối với những chủ mèo không lấy làm gì may mắn đối với bản mệnh. Bạn gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện của cuộc sống, từ sự nghiệp cho tới tình cảm. Đòi hỏi con giáp này phải có sự kiên cường, chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chân cục diện tường sùng ngăn trở bản mệnh là người có cá nhìn nhạy bén về thời cuộc nhưng thường cư xử một cách ngạo mạn nên dễ gây gỗ mâu thuẫn với mọi người xung quanh nếu không thay đổi cách hành xử thì dù có tài giỏi đến mấy bạn cũng khó có thể gặt hái được thành công như ý muốn phương diện tài lộc cũng không khả khẩm hơn khi bạn luôn phải đối diện với sự bon trang, giành giật từ đối thủ Thời điểm tháng 8 âm lịch này không thể thả lỏng hoặc buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Bạn cả tin, dễ nghe theo lời người khác chính là tự đẩy mình vào cảnh khó khăn, hao tài, tổn của. Nhiều áp lực trong cuộc sống dồn lại khiến cho người tuổi mạo ở trong trạng thái căng thẳng, không có thời gian cho người thân hoặc thường xuyên đã thủng đụng nghe, nên giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của mình phải gánh chịu lên gia đình. Tuy nhiên, cách đó dễ khiến cho người thân của bạn phải chịu tổn thương, gây rạn nứt các mối quan hệ. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng tân dậu nhiều khó khăn do cục diện tương xung và nguyệt lệnh làm tuyệt ập đến sẽ khiến cho những chú mèo phải sức đầu mẹ chán để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn có muốn nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được nữa. Hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy đến. Bạn vốn là người có tầm nhìn xa trong rộng và khả năng đánh giá phân tích vấn đề khá nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là quả kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bạn dễ gây gỗ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trải chiều với mình. Và điều này dễ gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xung quanh. Một số người dễ bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới mẻ. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học hỏi, làm quen thì rất dễ cảm thấy bối rỗi, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Người trẻ tuổi vừa bước chân ra ngoài xã hội cần bình tĩnh để nhìn nhận cái ưu và nhược điểm của bản thân cũng như điều mà mình mong muốn trong công việc. Như vậy mới không để lạc mất hướng đi. Nếu như bạn đang băn khoăn trước quá nhiều ngã rẽ thì có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 âm lịch này cho thấy có các tinh hổ bậc xuất hiện sẽ giúp bạn giải quyết phần nào các khó khăn rắc rối gặp phải. Những người tuổi mão nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng ở cuối con đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây được ấn tượng với quý nhân, thậm chí chuyển bài thành thẳng. 2. Luận về phương diện sức khỏe phương diện sức khỏe của con giáp này trong thời gian tháng 8 âm lịch cũng không có gì quá căng thẳng nhưng do bạn căng thẳng và dồn tới khiến cho con giáp này không thể cảm thấy khỏe mạnh được tuy nhiên may mắn là bạn không phải đối diện với những nguy cơ nào lớn tới sức khỏe còn giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy. Tin rằng mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng là điều cần thiết nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe cho bản thân. 3. Luận về phương diện tài chính Thẳng tân dậu này, nếu như những chủ mèo mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về, thì e rằng sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bạn đều không tiến triển như ý muốn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải làm việc cẩn thận, hạn chế mâu thuẫn để không phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại người làm kinh doanh buôn bán thường xuyên phải đối diện với sự bon chen giành giật từ đối thủ. Hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu từ đối phương, nếu bạn quá ngây thơ hoặc lờ la thì dễ sập bẫy tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bảy lâu đổ sông, đổ biển. Ngoài ra, con giáp này cũng cần hạn chế gây gỗ tranh cãi với khách hàng hay đối tác. Dù đối diện với những vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý vừa bảo vệ hình ảnh bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu hay lợi nhuận nào người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực mới nào đó càng cần phải cẩn thận hơn trở nghe theo lời rủ rê của kẻ mình chưa biết tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi kinh nghiệm kiến thức mới tích lũy cho mình và kiểm chứng thông tin một cách kỹ càng Tự vi tháng 8 âm lịch này cho thấy có các tinh hữu vật xuất hiện giúp cho tiền bạc của bạn bớt phần nào ảm đạm nếu như bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành sự kiêu ngạo. Những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Hãy khiêm tốn lắng nghe, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. 4. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng 8 âm lịch này, phương diện tình cảm của những chú mèo cũng dễ làm vào bể tắc. Điều bạn cần làm là xem lại cách ứng xử của bản thân. Nếu vô tình gây tổn thương cho người nào đó thì bạn nên chân thành nhận lỗi. Nhiều áp lực công việc ập xuống khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu người thân. Người thân không những vô tội mà là những người thân thiết gần gũi nhất với bạn. Hãy mở lòng Tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện, bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia. Đồng thời, tránh xa những người cõi định làm thân tiếp cận mình. Nếu bạn buông thả bản thân thì rất dễ vướng vào các mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương cho người thân, vừa gây ảnh hưởng tới danh tiếng sự nghiệp của mình. Với những ai đang còn độc thân vướng nhiều rắc rối trong cuộc sống nên bạn không còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện tìm kiếm nửa kia cho mình. Hơn nữa bạn thường đặt ra yêu cầu quá cao khiến bạn nhìn ai cũng thấy không được như ý muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau một Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh mộc, nam sao là hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Trở nên ngạo mạn khiến cho mối quan hệ xã hội trở nên bất ổn, cẩn thận kẻ tiểu nhân phá hoại. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. hai Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim, Nam sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khổ quyết, kinh doanh khó khăn, cẩn thận kẻo rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu dân sẵn. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá. 3. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Mệnh Thủy Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khổ quyết, đừng chút giận lên đầu người thân, cẩn thận đào hoa xấu xuất hiện quý nhân phù trợ tuổi hoài tuổi thân tiểu nhân tuổi tỷ tuổi dậu màu sắc may mắn màu xanh dương màu vàng Vốn, tuổi tinh mão sinh năm 1987 mệnh hỏa nam sao la hầu nữ sao kể đô khẩu quyết nếu băn khoăn trước quá nhiều ngã rẽ thì nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi môi, tiểu nhân tuổi ngọ tuổi thân màu sắc may mắn màu xanh nước biển màu tím Năm tuổi kỷ mão sinh năm 1999 mệnh thổ năm sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe không nên giấu mọi chuyện trong lòng hãy tâm sự với người thân nhiều hơn quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mão màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân cả thèm trống tráng, dễ bỏ chợ giữa chân. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, tháng tân dậu đối với người tuổi thân có lên có xuống, bản mệnh cần xác định được tinh thần làm việc một cách tập trung, nghiêm túc. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì thì cần phải cố gắng tới cùng, như vậy mới mau chóng đạt được thành công. Cục diện nhị họp tác động khiến cho những chủ rông có tinh thần hăng hải, nhiệt tình, sẵn sàng bắt đầu bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, bạn lại thường xuyên cả thèm trọng trẻn, nhất là khi công việc đã dần vào gùn quay. Hãy nhận ra rằng, nếu như công việc nào mà bạn bỏ dở giữa chân thì bạn sẽ chẳng thể đạt tới thành công như mong muốn ban đầu. Tình hình tài chính không có nhiều biến động tích cực bạn nên quyết đoán hơn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh, nếu cử trần trừ thì dễ bị đổ thủ, giành trước cơ hội. Ngoài ra tiểu hào cũng khuyên bạn thận trọng trong việc chi tiêu, nếu không dễ bị lừa gạt rồi vào cái bẫy không mong muốn. Phương diện tình cảm thì lại có những bước tiến khả tích cực. Người độc thân đã có cái nhìn cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Chính nhờ vậy mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi gặp gỡ đối tượng do người thân quen giới thiệu. Với người đã lập gia đình, bạn có thể tìm tới thời điểm thích hợp để hong nóng cảm xúc của cả hai. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang thẳng tân dậu bản mệnh người tuổi thân thường giữ được tinh thần khá nhiệt tình hăng hải bản mệnh không ngại tiếp xúc với những nội dung công việc mới hoặc những kiến thức mới bởi bạn biết rằng đây là điều cần thiết nếu muốn tiến bộ hơn có điều bạn cần phải thay đổi tính cả thèm trọng trạng của mình khi công việc đã gào vào cuồng quay hoặc bạn đã nắm bắt được ít nhiều những kiến thức mới, bạn sẽ thường cảm thấy nhàm chán hoặc tìm cách bỏ dở giữa chân, hoặc ít nhất là sẽ làm vỡ tinh thần đổi phỏ được đến đâu hay đến đấy. Cách làm việc của bạn dễ khiến cho cấp trên không hài lòng và gây phiền phức cho những người bắt buộc phải đứng ra để giúp đỡ, đúc thóc bạn hãy nâng cao ý thức làm việc của mình. Như vậy bạn mới gặt hải được thành công và được nhiều người yêu mến. Nguyệt lệnh làm mộ và hung tinh thiên hình cũng khuyên bạn cần có cách ứng phó phù hợp hơn trong những tình huống khác nhau. Nếu bạn kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn thì dễ vô tình đắc tội với người khác, nghiêm trọng còn gây họa cho tập thể, Vữ hòa thị phi, lao tù. 2 luận về phương tiện tài chính. Tháng 8 âm lịch này, về cơ bản thì cục diện nhị hợp sẽ giúp cho việc hợp tác làm ăn của những chủ đông diễn ra khá thuận lợi. Bạn tỉnh nhiệt tình, nhanh nhạy giúp bạn dễ gây thiện cảm với đối tác ngay từ lần đầu gặp mặt, tiếp xúc. Tuy nhiên, điều cần phải chú ý trong khoảng thời gian này là bạn hãy có trách nhiệm hơn trong công việc mà mình phụ trách. Nếu bạn chỉ nhiệt tình lúc đầu rồi sau đó bỏ ra, thành ra bỏ bê giữa chân. Dễ gây ấn tượng xấu với đối tác khách hàng, việc làm ăn ban đầu có thuận lợi tỉnh mấy thì sau cùng chẳng đạt được kết quả như ý. Với các cơ hội bất ngờ xuất hiện trước mắt, bạn cần chủ động và nhanh nhạy hơn. Bởi nếu trần trừ do dự thì bạn sẽ để bỏ mất thời cơ vào tay đổ thủ, tới lúc hỏi hận cũng không còn kịp nữa. Tiểu Hào khuyên người tuổi thân cần phải thận trọng hơn nếu có ý định tham gia vào các dự án đầu tư hoặc mua bán hàng hóa. Bạn cần cho mình biết rằng bạn là người tài giỏi, dễ bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài. Xong như vậy thì bạn rất dễ sờ xuất rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã dăng sẵn. Muốn mọi việc diễn ra một cách thuận lợi thì tháng 8 âm lịch này những chú rồng cần chuỗi không hành sự nóng nảy đắc tội với tiểu nhân. Trong những tình huống khác nhau thì cần có cách ứng xử khác nhau, trở nên coi mình là trung tâm và bắt người khác phải tuân theo. Như vậy thì sẽ không có ai muốn hợp tác với bạn nữa đâu. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Mai mẫn rằng tháng 8 âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi thân lại cực kỳ hanh thông và thuận lợi bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc mà tình yêu đem lại. Bất kể bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, đã lập gia đình, khoảng thời gian này người độc thân đã có những cái nhìn tích cực cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào một buổi gặp mặt do bạn bè, người thân giới thiệu. Chỉ cần bạn tự tin trò chuyện và thể hiện hiểu biết của bản thân thì dễ dàng gây ấn tượng cho người khác trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nếu muốn kéo gần mối quan hệ với ai, bạn cũng đừng ngại làm người chủ động. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành với đối phương thì người đó ắt sẽ cảm nhận được. Với những ai đã lập gia đình hoặc có đôi có cặp, bạn thường nhận được sự cổ vũ động viên của đối phương trong cuộc sống. Cũng như vậy mà bạn có thêm những sự quyết đoán tự tin hơn cho những sự lựa chọn của mình. Nếu có thời gian rảnh, bạn có thể suy nghĩ tới việc thăm nóng tình cảm với nửa kia bằng những chuyển đi ngắn ngày hoặc nhận món quà bất ngờ. Hoặc đơn giản hơn, mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ người ấy trong việc nha. Những việc làm nhỏ nhặt cũng có tác dụng khiến mỗi quan hệ đôi bên thêm phần khẳng khích. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thẳng tân dầu, người tuổi thân cơ bản không phải quá lo lắng tới vấn đề sức khỏe. Tinh thần hăng hải, phẫn trẫn cũng giúp bạn luôn cảm thấy khỏe mạnh, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, dù còn trẻ tuổi hoặc thấy mình khỏe mạnh đến mấy, bạn cũng nhớ dành thời gian cho việc luyện tập thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc chìm đóng trong những sở thích cá nhân. Khi công việc không như ý, bạn cũng không nên tự trách móc bản thân mình quá nặng nề hãy tâm sự với người đáng tin cậy để được giúp đỡ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi nhâm thìn sinh năm 1952, mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nhiệt tình làm việc, tuy nhiên thường cả thèm trống trẻn, dễ bỏ dở giữa chân. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tỷ, tiểu nhân tuổi dậu, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi giáp thân, sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu huyết. hải quyết, quyết đoán hơn trong các quyết định đầu tư chi tiêu nếu không dễ bỏ cuộc giữa chân. Quỹ nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím, Ba, tuổi Vĩnh Thinh, sinh năm 1976, mệnh thổ. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Một Đức, khẩu quyết, nhân duyên phượng, nhận được lời tỏ tình, hài tự tin thể hiện điểm mạnh bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Bốn, tuổi Mậu thân sinh năm 1988, mệnh Mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Hãy quyết đoán hơn khi làm việc, đừng gây ra những rắc rối cho người khác. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi môi, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. Năm tuổi canh thân, sinh năm 2000, mệnh kim. Nam sao vân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Vợ chồng luôn quan tâm và lắng nghe nhau, hãy tìm cách hâm nóng tình cảm. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân tuổi tỷ, tuổi môi màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ, hùng cát đang sen trở nên buồn phiền. Bước sang tháng 8 âm lịch này thấy rằng đây là khoảng thời gian mà người tuổi tỵ có sự hùng cát đang sen. Có những thời gian bạn cảm thấy mình đạt được những thành tích cao, phát triển nhanh chóng. Nhưng cũng có khoảng thời gian bạn cảm thấy bản thân bi quan, buồn phiền vì những rắc rối xảy đến liên tục. Tam hợp chỉ mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của người tuổi tỵ phát triển theo hướng khá tích cực. Nếu bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa thì không lo, không có người giúp khi vướng phải khó khăn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, quẩy phá bất cứ khi nào. Phương diện tiền bạc cũng lúc trôi trải, lúc lại vướng phải rắc rối. Bạn nên bình tĩnh để phân tích và tìm ra hướng đi hợp lý cho mình. Khi gặp rắc rối, bạn cũng trở suy nghĩ bi quan. Tốt nhất nên trao đổi với người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Bạn không cần thiết phải gánh vác mọi việc một mình. Chuyện tình cảm tốt hay xấu phần lớn cũng phụ thuộc vào cách hành sự của người tổ tỵ. Đối với người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Quan trọng là bạn có quyết tâm tìm hiểu hay không. Tháng này, các cặp đôi có thể xảy ra mâu thuẫn, cỏ sát nếu không hành sự khéo léo thì dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Tân Dậu thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Tỵ có tốt có xấu. Vì thế bạn cũng không được phép cho mình một cách lơ là, cho dù trong công việc quen thuộc hay những nhiệm vụ có vẻ đang tiến triển trôi trải đi nữa Cục diện tạm hợp nâng đỡ cho thấy thời điểm này, công việc của người tuổi Tỵ thực hiện sẽ đạt được kết quả khá tốt. Cốt là bạn chịu quyết tâm cố gắng, những người tham gia thi cử hay tuyển dụng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng tốt với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn cũng thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Một số người còn giới thiệu cho bạn cơ hội để phát triển. Bạn là người biết giảm nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp người tuổi tỵ cũng không được lơ là trước sức ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử và hung tinh ngộ quỷ. Kẻ xấu vẫn luôn rình rập để tìm cơ hội hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Vì thế, bạn trở nên gây ra những sai lầm đáng tiếc để kẻ tiểu nhân lợi dụng hạ bệ bạn hoặc cướp mất công lao. Khi khó khăn xảy đến, bạn cũng nên động viên bản thân suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, không nên giấu những căng thẳng, áp lực mà mình phải chịu trong lòng. Lỗi suy nghĩ bi quan chẳng đem lại bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn khiến bạn dần thụt lui. 2. Luận về phương diện tài chính Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, Phương diện tài lộc của người tuổi tỵ khá bấp bên khiến cho bạn có thể không yên tâm trong tháng này. Bạn cần thận trọng trong những quyết định mà mình đưa ra. Nếu không thì kế hoạch đang xuân sẻ đến mấy cũng có thể lâm vào ngõ cục. Thực tế thì đời thời điểm này các mối quan hệ xã giao của bạn đang tiến triển khá tốt đẹp. Bạn có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác làm ăn thì có thể kiểm được một khoản khả khẩm. Một số người gặt hái được thành tích khá trong công việc cũng dễ nhận được phần thưởng nóng của công ty. Hãy coi đây là động lực cố gắng chứ đừng vội hài lòng với thực tại mà dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, cỏ hung tinh ngũ quỷ cũng sẽ đem lại cho bạn ít nhiều rắc rối trong phương diện tài chính do cỏ kẻ tiểu nhân quấy phá. Bạn mệnh phải thận trọng trong các mối quan hệ, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Với người vừa bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó thì cần phải bình tĩnh để nghe ngóng tình hình, không nên quá vội vã trong quá trình làm giàu. Hãy dành thời gian để đánh giá tình hình thực tế, năng lực bản thân cũng như tỉnh khả thi của kế hoạch đề ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng Tám âm lịch này nếu muốn cảm nhận hạnh phúc thì người tuổi tỵ cần chú ý tới cách hành sự và lựa chọn của bản thân. Bạn sẽ không thể nào chạm tay tới tình yêu nếu luôn đóng cửa trái tim mình hoặc nếu xét nét nửa kia hết điểm này tới điểm khác. Người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng. Người tuổi tỵ cần phải mở lòng ra và thử trò chuyện với mọi người. Còn nếu cứ mãi sống trong thế giới riêng thì bạn rất dễ bỏ lỡ các mỗi nhân duyên tốt lành. Với người vẫn còn đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ thì bạn nên cố gắng để vượt qua. Đừng để người không xứng đáng đã đi qua đời bạn cản trở mình tới những hạnh phúc trong tương lai. Với các cặp vợ chồng sẽ khó tránh khỏi chuyện tranh cãi, mâu thuẫn trong tháng 8 âm lịch này. Khi cả hai đều đang nóng nảy thì tốt nhất không nên kéo dài cuộc tranh luận. Hãy đợi khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn thì hãy tiếp tục thảo luận với nhau. Ngoài ra, bạn cũng không nên quá xét nét những khuyết điểm hoặc lỗi sai của nửa kia nhất là khi đối phương không hề cổ tình làm như vậy. Vợ chồng nên bao dung và tìm cách trung hòa các điểm khác biệt thì bầu không khí gia đình mới có thể hài hòa và ấm áp. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 8 âm lịch này cho thấy có khá nhiều khó khăn. Biển cổ ập tới khiến cho sức khỏe của người tuổi tỵ cũng gặp phải những ảnh hưởng ít nhiều. Còn giáp này cần nhắc nhở mình suy nghĩ tích cực hơn, bởi nếu suốt ngày buồn phiền, bi quan thì bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ điều gì mà thôi. Hãy tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn, tâm sự những khúc mắc của mình với đối phương. Nếu tìm được người lắng nghe, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí bạn còn được đối phương chỉ cho những hướng đi triển vọng hơn. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi tỵ vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953, mệnh thủy, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, quan hệ xã giao thuận lợi nên nắm bắt các cơ hội phát triển trước mắt. Quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi mão màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu đen. 2 tội ất tỵ sinh năm 1965, mệnh hỏa, nam sao thái dương, nữ sao thổ tố, khẩu quyết, đề phòng kẻ tiểu nhân, không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ, nam sao thổ tố, nữ sao vân hưởng khẩu quyết. Tài chính khởi sắc có cơ hội làm ăn kinh doanh thì cần nắm bắt ngay. Quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi mão, tiểu nhân tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Hãy mở lòng mình và cho những người chân thành với mình thêm cơ hội. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi hài, màu sắc may mắn, màu đen, màu cam. năm Tuổi tân tỵ sang năm 2001, mệnh kim. Nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Không nên tranh cãi với người nhà, khi nóng nảy thì nên nghĩ, không nên tranh luận thêm làm gì. Quỹ nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 Đối với người tuổi ngọ Tinh thần quậy quại, khó đạt được, thành công Bước sang tháng 8 âm lịch Các phương diện cuộc sống của người tuổi ngọ Sẽ chưa thể có những bước tiến đáng kể Trong khoảng thời gian này Thậm chí, còn giáp người tuổi ngọ Còn phải nhắc nhở cổ phủ bản thân Cố gắng để không trở thành người tục lùi so với tập thể dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh con giáp này cảm thấy quậy quải lười biển không muốn bắt tay vào công việc tinh thần không tốt khiến những công việc tưởng chừng đã quá quen thuộc cũng không đạt được kết quả như ý muốn hãy cẩn thận để không mắc phải những sai sót không đáng cả phương diện tài lộc cũng không khả khẩm hơn dù bản mệnh phải bùng ba vất vả đi nữa thì tiền bạc trải về tuổi cũng không được như ý. Người tuổi ngọ cần phải xác định lại hướng đi cho mình, nếu không mọi cố gắng của bạn bỏ ra sẽ là vô ích, thậm chí bạn còn tạo điều kiện cho đối thủ vượt lên trên mình. Chuyện tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, dù các tinh thái âm cho thấy bạn có cơ hội gặp gỡ được một vài đối tượng triển vọng. Tình yêu sẽ không thể tự đến với bạn. Nếu bạn muốn thoát khỏi cảnh độc thân, thì nên chủ động gặp gỡ, trò chuyện với mọi người để người khác nhìn thấy điểm hay ở bạn. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi ngọ lần về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng tân dậu còn giáp người tuổi ngọ không đặt ra quá nhiều tham vọng cho sự nghiệp. Bạn có vẻ đang thỏa mãn với những gì mà mình đang có, khó có thể đạt được những sự bứt phá. Thậm chí một số người còn bị thụt lùi so với khoảng thời gian trước đây. Nguyệt lệnh làm bệnh tác động khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, quẻ quại, không muốn bắt tay vào công việc. Dù có làm việc thì cũng chỉ làm với thái độ đối phó. Khi được giao những nhiệm vụ khó, thay vì tích cực làm quen, học hỏi thì bạn lại lo lắng tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhớ rằng thái độ làm việc đó sẽ khiến bạn mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí làm may một đi ý chí và khả năng thật sự ở bạn. Nếu không tập trung làm việc thì dù công việc có đơn giản đến mấy, bạn cũng không thể đạt được thành tích cao. Sức khỏe không tốt thường xuyên mắc phải những căn bệnh vật vảnh khiến cho bạn chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hãy cố gắng cổ vũ bản thân quan thành cho tốt những nhiệm vụ được giao. Dù chưa thể phát triển nhanh trong thời gian này thì cũng đừng gây phiền phức cho người khác. Các tình thái âm xuất hiện là dấu hiệu cho thấy tháng 8 âm lịch này, bạn không gặp phải toàn những điều xui xẻo, sẽ nhận được, sự giúp đỡ từ người khác nếu cố gắng không ngừng nghỉ. Chỉ cần không bỏ cuộc, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, lúc bạn bỏ rõ nhất. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi ngọ chưa đạt được bước tiến lớn trong tháng 8 âm lịch này. Vì thế, bạn cần phải chú ý hơn trong việc chi tiêu cũng như đầu tư nếu không dễ đẩy bản thân vào cảnh trải tuổi với người làm công ăn lương những thành tích không lý tưởng trong sự nghiệp khiến bạn khó có thể nhận được tiền thưởng nóng hãy nhắc nhở bản thân việc tập trung nghiêm túc hơn để không mắc lỗi hay bị phạt tiền với người làm ăn kinh doanh đã đến lúc bạn cần xem lại các phương thức đầu tư làm ăn của mình để có hướng đi mới vất vả đi nữa thì cũng có những khoản tiền trải vào túi Hãy bình tĩnh để nhận ra mình sai ở đâu và có cách khắc phục cho phù hợp. Sức khỏe xuống dốc do triệu tác động của cục diện nguyệt lệnh làm bệnh cũng sẽ khiến bạn phải tốn một khoản tiền kha khá. Còn giáp người tuổi ngọ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên thăm khám chữa trị ngay, càng để lâu bệnh càng trở nặng thì càng tốn tiền nhiều để chữa trị trong việc chi tiêu hàng ngày, người tuổi ngọ tốt nhất trở nên phung phí những việc không thực sự cần thiết. Dù là tiền trong tay thì cũng hãy nhớ giữ lại một khoản để tiết kiệm phòng những sự cố bất ngờ xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình duyên về cơ bản thì người tuổi ngọ cũng có sự trầm lắng trong tháng 8 âm lịch này. Bạn mệnh vốn có cơ hội đón nhận hạnh phúc Nhưng bạn có đạt được điều đó hay không Còn phụ thuộc vào nhiều cách Đó là hành sự của bạn và hành động Các tình thái âm cho thấy Bạn có thể được giới thiệu Trong một vài đối tượng khá phù hợp Nếu chủ động trò chuyện với đối phương Và thể hiện được điểm mạnh của mình Thì bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác Tuy nhiên nếu bạn quyết định sống khép mình và dành nhiều thời gian cho những điều tiêu cực thì dù là người nhiệt tình đến mấy cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Với người đã có đôi có cặp, bạn trở nên đổ những áp lực mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu người ấy. Nếu có việc gì thì vợ chồng nên bình tĩnh trao đổi với nhau để có thể cùng nhau tháo gỡ. Nếu bạn cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng thì sẽ càng thêm khó chịu bốn luận về phương diện sức khỏe. Tháng 8 âm lịch này có nguyệt lệnh lâm bệnh gây ra nhiều hệ lụy trong phương diện sức khỏe đối với những chủ ngựa. Đòi hỏi khoảng thời gian này, bạn cần phải quan tâm hơn tới chính bản thân mình. Nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu suy nhược, kém ăn, kém ngủ thì bạn nên thăm khám nếu thấy cần thiết. Nếu cứ chịu đựng thì sức khỏe càng ngày càng suy giảm đến lúc trả trở thì vừa tốn tiền mà vừa tốn nhiều thời gian công sức hơn. Bản mệnh cũng không nên để bản thân phải chịu cảnh căng thẳng về tinh thần trong khoảng thời gian dài. Hãy tâm sự với người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ đúng lúc. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh kim năm sao kế đô nữ sao thái âm khẩu quyết tinh thần quậy quại thiếu tập trung cho công việc cẩn thận mắc lỗi sai quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mậu tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu đỏ hai tuổi bính ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết xem lại cách làm ăn kinh doanh của mình, không nên đi theo lõi mòn. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hỏi tuổi dân, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 3. Tuổi màu ngọ, Xanh năm 1978, mệnh hỏa, năm sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Bông ba vất vả nhưng chưa chắc đã thu được kết quả như mong đợi. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi sậu, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 4. Tuổi canh ngọ sinh năm 1990, mệnh thổ. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, không nên trút giận lên đầu người thân, hãy tâm sự với mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân. Màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5 tuổi nhâm ngọ sau năm 2002 mệnh mộc nam sao thái bạch nữ sao thái âm khổ quyết hãy đi khám chữa bệnh nếu cần thiết trở nên để lâu khiến bệnh trở nặng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu, tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu trắng màu nâu xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi vận trình trầm lắng dậm chân tại chỗ bước sang thẳng tân dậu thấy rằng đối với con giáp ngư tuổi mùi sẽ trải qua một tháng tạm khá trầm lắng và chưa có bước phát triển nào đáng kể các kế hoạch có dấu hiệu dập chân tại chỗ nhưng chính bạn cũng không tìm được động lực để thúc đẩy bản thân khắc phục tình trạng này dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy con giáp người tuổi mùi có tư tưởng an phận hài lòng với những gì mình đang có bạn thích dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng phấn đấu cho bằng người này người khác. Hơn nữa, khi đứng trước các cơ hội, bạn cũng thường xuyên lo lắng, tự ti, không giảm tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tình hình tài chính dù không đến mức suy giảm, nhưng cũng khó có thể phát triển trong tháng này. Bạn thường xuyên thay đổi các quyết định của mình nên công việc nào cũng dở dàng, khó thu lại thành quả như ý. Việc thường xuyên trần trừ, do dự sẽ khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 âm lịch này thấy rằng tình cảm lại là điểm sáng không thể bỏ qua cho vận trình cuộc sống của con giáp người tuổi mùi. Nhận ra xung quanh mình luôn có người yêu thương, giúp đỡ, sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Bạn rất cảm động và mong muốn đáp lại đối phương một tình cảm tương tự xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi ngôi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Tháng 8 âm lịch có nguyệt lệnh làm suy gây nhiều tác động xấu tới tinh thần và sự nghiệp của con giáp này. Bạn mong muốn được an phận thủ thương chứ không muốn phẫn đấu hay gây thù trước oán với bất kỳ ai bạn nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa di quỷ, nhưng thật ra hành động đó đang khiến bạn dần làm thua chuột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thể trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội bản mệnh cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin, chủ động nắm bắt hơn, đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi bạn. Chỉ cần bạn chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy tháng nay nếu bạn chăm chỉ làm việc không ngại xong pha thì có thể đạt được những thành tích mà chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy coi khó khăn, vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Tháng 8 âm lịch này, một số người trẻ tuổi hoang mang với con đường tương lai của bạn. Thì hãy hỏi ý kiến của những người đi trước, đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời, hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn sẽ biết đâu là điều mình thật sự hướng tới. 2. Luận về phương diện tài chính Phương diện tài lộc của những chú dê khá ảm đạm trong suốt tháng nay. Chủ yếu là do bạn thiếu đi tinh thần hăng hái, tích cực chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên chần chừ do dự vì sợ khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà bạn thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tài đối thủ. Trên thực tế, nếu bạn chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình tới đâu. Còn giáp này không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Dịch mã cho thấy nếu muốn kiếm tiền về đầy tuổi thì tháng này bạn không nên sợ vất vả bông ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại khiến bạn biến nguy thành cơ khẳng định bản lĩnh của mình. Khi bạn đã gây được tiếng vang trên thị trường thì lượng khách hàng đổ về sẽ ngày một đông đúc hơn tháng 8 âm lịch này khi đồng tiền chưa thật sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn tới việc chi tiêu tốt nhất trở nên phong phí hay chạy theo thị hiểu của thị trường. Tình hình sức khỏe bất ổn cũng sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để trả trở, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng 8 âm lịch này, phương diện tình cảm của người tuổi môi là điểm sáng. Trong cải rội có cải may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với những điều mà mình không mong muốn. Có những lúc bạn muốn buông xuôi, phỏ mặt sở phận để mọi việc được đến đâu hay đánh đẩy nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện truyền thêm cho bạn động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến bạn cảm thấy rất cảm động. Bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể, hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người đã có đôi có cặp, bạn cũng thường xuyên nhận được sự động viên, an ủi từ người ấy mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại. Nhờ có đối phương mà bạn có thêm dũng khí, động lực để đối diện với những khó khăn và những điều chưa biết trước. 4. Luận về phương diện sức khỏe Chi buồn đối với con giáp người tuổi mùi vì sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm trong tháng tân dậu này bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì. dù không có sự cố nào lớn xảy ra nhưng bạn vẫn cảm thấy có những áp lực nặng nề. còn giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan tích cực hơn như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh tràn đầy sức sống. còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan bệnh tật thì bạn sẽ chỉ càng thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chủ động trả trở, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian. Càng chữa bệnh sớm thì bạn càng khỏi bệnh sớm. Cẩm năng vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi ất mùi sinh năm 1955, mệnh kim, năm sao phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết tinh thần quậy quại không muốn làm việc và thỏa mãn với những gì mình đang có. Quỷ nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mạo, tiểu nhân tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh thủy. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Thường xuyên trần trừ do dự bỏ lỡ những cơ hội làm giàu một cách đáng tiếc quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tuất tuổi thân màu sắc may mắn màu xanh màu trắng ba tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 mệnh hỏa nam sao một đức nữ sao thủy diệu khổ quyết không nên suy nghĩ bi quan hãy trao đổi với mọi người xung quanh quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sửu màu sắc may mắn màu cam màu xám bốn tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh thổ. Nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, nhận ra ai là người luôn bên bạn giúp đỡ và ủng hộ bạn. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mạo, tiểu nhân tuổi thìn, tuổi tỷ, màu sắc may mắn màu nâu, màu cà phê. Năm tuổi quý mùi, sinh năm 2003, mệnh mộc. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khảo quyết, vợ chồng hòa thuận biết bao dung và cổ vũ nhau trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi sậu, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân, các tinh soi chiếu vận trình, chuyển biến Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, đối với người tuổi thân khi bước sang tháng tân dậu có thể coi đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với con giáp này dường như mọi phương diện của cuộc sống đều được nhận bước biển chuyện đáng kể mọi khúc mắc cũng được giải quyết nhanh chóng nhờ cỏ tam hội soi chiếu công việc của con giáp người tuổi thân tiến triển thuận lợi trong khoảng thời gian này các mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn được mọi người ủng hộ, quỹ nhân giúp đỡ, khiến những nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết phù hợp. Thời điểm này rất thích hợp để bắt tay thực hiện những việc bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng bạn có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên làm quen được với nhiều đối tượng khách hàng đối tác triển vọng đòi bền hợp tác ăn ý hứa hẹn đem về một khoản tiền kha khá người độc thân có nhiều cơ hội gặp được một người nào đó phù hợp các các tình như thái dương và thiên diều xuất hiện đem tới vận đào hoa bạn trở nên nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ đâu hãy mở lòng và làm quen với mọi người bạn sẽ nhanh chóng phải lòng một ai đó. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, đối với con giáp người tuổi thân hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp. Công sức bạn bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua cuối cùng cũng được trả giá xứng đáng. Bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Tam hội nâng đỡ phận trình cho bản mệnh giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn dự kiến. Mọi quan điểm, ý kiến của bạn đưa ra đều nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Điều đó giúp bạn thêm tự tin khẳng định giá trị của mình trong tập thể hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những công việc mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Đừng tiếp tục trần trừ hay do dự. Tháng này được dự báo có quý nhân xuất hiện, mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Thậm chí bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh để phượng cho thấy một vài người còn khẳng định được khả năng lãnh đạo dẫn dắt tập thể của mình. Bạn mệnh sẽ nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và cấp dưới. Có người đã được cất nhắc lên những vị trí cao hơn để thi triển tài năng. 2. Luận về phương diện tài chính Thẳng tân dậu đối với người tuổi thân, những thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như làm ăn kinh doanh sẽ giúp cho con giáp này có một tuổi tiền rủng rỉnh bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo rơi vào cảnh trái tuổi. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình nên sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng không nhỏ. Thậm chí bạn còn có thể hy vọng vào các quyết định thăng chức tăng lương mà lãnh đạo dành cho mình. Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng nhờ đội bền hợp tác ăn ý mà công việc đạt được kết quả tốt hơn dự kiến, đem về khoản lợi nhuận thật rủng rỉnh. Một số người khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất quá nhiều công sức, tiền bạc, tiền riêng mà khách hàng vẫn dồn dập đổ về. Có thể bạn sẽ phải vất vả phả hơn người khác, nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư sản xuất thì bạn có thể suy nghĩ tiến hành ngay trong tháng 8 âm lịch này. Tất nhiên, bạn vẫn sẽ phải vất vả phả hoặc vững vào một vài khúc mắc. Xong, quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn hóa giải nhiều nguy cơ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 cho biết, có nhiều các tên chủ đào hoa xuất hiện trong tháng nay bảo hiệu một tháng tình duyên rực rỡ đối với con giáp người tụ thân đặc biệt là với người độc thân cơ hội gặp được người như ý sẽ rất cao nếu bạn chủ động một vài người có thể bất ngờ được người khác giới thiệu từ các buổi tụ tập bạn bè giao lưu với đỗ tác hoặc ở những nơi công cộng nào đó dù chỉ mới gặp nhau nhưng hai người bị thu hút ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Những thành tích nổi bật trong công việc cũng giúp bạn nhận được sự chú ý của không ít người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá vội vàng đến với một ai. Hãy dành thời gian để trò chuyện và hiểu hơn về mọi người đã. Tuy nhiên, với người đã có đôi có cặp hoặc đã có gia đình thì đào hoa quả vượng lại không phải là yếu tố tốt lành. Còn giáp này cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác, trở đẩy mình vào cảnh tình ngay lý gian hoặc vướng vào những mối quan hệ tài tiến. Trong gia đình, bạn cũng hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy hâm nóng tình cảm cùng với đối phương, giúp quan hệ đổi bên thêm gắn kết, bầu không khí gia đình thêm vui vẻ và hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của con giáp người tuổi thân không có gì đáng lo trong tháng 8 âm lịch này. Bạn luôn duy trì được tâm lý lạc quan, tích cực nên nhiều bệnh tật vật vảnh cũng được đẩy lùi. Hơn nữa, bạn cũng đã có ý định tập thể dục, thể thao hơn khoảng thời gian trước đó. Với người mắc bệnh thì tình trạng bệnh tật cũng có dấu hiệu giảm đi nhiều. Chủ yếu là nhờ bạn suy nghĩ lạc quan và tìm được đúng thầy đúng thuốc. Bạn hãy cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi bính thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, tinh thần hăng hải, nhiệt tình, bắt tay vào công việc, được nhiều người ủng hộ. Quý nhân phù trợ, tuổi mạo, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi mậu thân, sinh năm 1968, mệnh thổ, nam sao thổ tủ, nữ sao phần hận, khẩu quyết, Gặp gỡ quý nhân được đối phương giúp đỡ giải quyết nhiều rắc rối. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, kinh doanh vuông bản thuận lợi nên nhanh chóng bắt tay vào các kế hoạch vạch sẵn. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, được nhiều người chú ý, nhân duyên có dấu hiệu mở rộng. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5 tuổi chấp thân, sinh năm 2004, mệnh thủy, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hưởng, khẩu quyết. Hãy chú ý giữ gìn mối quan hệ với mọi người xung quanh, đừng buông thả bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tỷ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 cho người tuổi dậu sẽ giao bất ổn, mọi việc khó khăn. Bước sang thẳng tân giàu đối với người tuổi giàu thấy rằng bản mệnh sẽ phải trải qua một khoảng thời gian không mấy thuận lợi do các mối quan hệ xã giao bất ổn. Con giáp này cần xem lại cách hành sự của mình, chứ không nên chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Cục diện tự hình cho thấy đối với con giáp người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình, soi nổi, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng lại chưa có cách ứng xử phù hợp ở những tình huống khác nhau. Có những lúc bạn quả nóng nại, nỗi năng không kiên nghệ, thậm chí gây tổn thương người khác, đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Kẻ xấu phá hoại khiến công việc của bạn tiến triển không thể xuân sẻ. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng thường gặp phải những khúc mắc Dường như hướng đi của bạn chưa thật sự chính xác hoặc bạn đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đã đến lúc bạn cần hạ cả tôi của mình xuống và đừng kiêu ngạo, mù quản làm theo ý mình, gạt bỏ lời khuyên của người khác. Tử vi tháng 8 âm lịch cho biết, phương diện tình cảm cũng khó đón được tình vui. Người độc thân trở vội tình theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác trong lúc này bạn không cần phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân và yêu thương chính mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng mới, những chủ ga có dấu hiệu trở lại rõ rệt vào tháng 8 âm lịch trên phương diện sự nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn bị kẻ tiểu nhân quấy phá, mọi người xung quanh cũng không ủng hộ, cổ vũ cách làm của bạn. Tự hình cho thấy dù bạn có lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng chưa chắc đã nhận được sự biết ơn từ mọi người. Hãy xem lại cách giúp đỡ của mình, xem mình hành xử như vậy đã đúng chưa, đừng tạo cho người khác cảm giác bạn đang ban ơn khi người khác mắc phải những lỗi sai hoặc vô tình làm việc gì khiến bạn không hài lòng bạn cũng chớ nên chỉ trích đối phương quá nặng nề hãy có cách nói năng hành xử uyển chuyển hơn để không làm tổn thương ai đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết một số người không nên quá kiêu ngạo với những thành tích mà mình gặt hái được trước đó sự kiêu ngạo sẽ khiến bạn lơ là không phát hiện ra những lỗi sai sót hiện diện dễ mất lỗi phải những lỗi sai không đáng có tuy nhiên nguyệt lệnh lâm quan vẫn sẽ đem tới nhiều tín hiệu tích cực cho con đường sự nghiệp đối với con giáp người tuổi giàu chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn và có cách xử lý linh hoạt thì mọi khó khăn đều được giảm bớt thậm chí bạn còn nhận được sự chỉ đường dẫn lỗi từ quỷ nhân hai luận về phương diện tài chính xin chia buồn đổi với còn giáp người tuổi giàu vì phương diện tài lộc đổi với bạn cũng khó có thể đạt được sự phát triển như mong đợi đã đến lúc bạn dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt khoảng thời gian vừa qua đồng tiền trải vào tuổi không được như dự kiến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang mắc phải sai lầm ở đâu đó Đừng tiếp tục vội vàng chạy theo bước chân của người khác, có thể nhận hưởng đi đó không phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ xem khả năng của mình thích hợp để làm những công việc gì. Nếu mắc phải sai lầm, bạn cũng nên dũng cảm thừa nhận trở đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu không khiêm tốn mà tiếp tục hoành hoang, quát lát thì bạn sẽ chỉ ngày càng lúng sâu và những sai lầm mà thôi. Để tránh những rủi ro và tai ương có thể xảy đến với bạn thì bạn nên tập trung vào công việc, đừng nghĩ tới việc làm những gì không chính đáng như hãm hại người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì rất dễ vướng vào chuyện thị phi, thậm chí kiện cáo lao tù. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm ảm đạm cũng đem tới nhiều nỗi buồn đối với con giáp người tuổi dòng. Bạn cảm thấy hạnh phúc dường như đang quá xa tầm với đối với mình. Người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi của một vài đối tượng trong tháng này, nhưng khả năng đó đều là đào hoa xấu. Bạn trở ngay thơ tình theo lời tản tịnh của kẻ mình chưa hiểu rõ. Có thể những kẻ đó tiếp cận bạn chỉ vì mục đích nào đó xấu mà thôi bạn không cần thiết phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Hãy làm phong phú thêm bản thân để trở thành người tốt đẹp hơn. Khi bạn đã phát triển thì không lo, không gặp được người phù hợp. Người có đòi có cặp cần tránh trạng thái nóng nảy, hành xử không suy nghĩ và nói những lời nói gây tổn thương cho những người thân thiết. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu như hai người bình tĩnh, còn nóng nảy thì sẽ khiến cho mọi việc thêm lâm vào bể tắc mà thôi. Con giáp này hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ đa chiều hơn. Dù người ấy có yêu thương bạn, chiều chuộng bạn đến mấy thì cũng trở tự coi mình là trung tâm của vũ trụ và bắt đối phương phải chiều theo. Điều đó kéo dài sẽ khiến cho nửa kia mệt mỏi. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thái tuệ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo đối với những chú ga cần phải cẩn thận khi lao động chân tay hoặc có việc xuất hành đi xa. Tốt nhất, bạn không nên cố gắng làm việc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi để tránh những sự cố đáng tiếc. Công việc không được như ý khiến bạn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, đừng vì thể mà suy nghĩ quá tiêu cực hay bi quan. Bạn nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ. Ngoài ra, chớ quên dành thời gian cho các hoạt động tập thể dục, thể thao. Việc đó không chỉ giúp cho bạn khỏe mạnh hơn mà còn giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn, thậm chí tạo ra cơ hội giúp bạn gặp gỡ bạn bè, quý nhân. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi dậu vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi đinh dậu sinh năm 1957 mệnh hỏa nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết thường xuyên nóng nảy vô tình đắc tội với mọi người xung quanh quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi dậu màu sắc may mắn màu đỏ màu hồng hai tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 mệnh thổ nam sao la hầu nữ sao kệ đô khẩu quyết quyệt làm ăn chậm chân tại chỗ nên tìm cách khắc phục những vấn đề gặp phải. Quý nhân phù trợ tuổi tụ tuất, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, năm sao kế đô, nữ sao Thái Dương, khổ quyết Vợ chồng có nhiều quan điểm mâu thuẫn, dễ nổi nóng, nói những lời tổn thương nhau. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi hoài, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi mẫu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi quỷ dậu sinh năm 1993, mệnh kim, năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, trở vội tin theo lời ngon tiếng ngọt của những người chưa hiểu rõ. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5 tuổi ất dậu sinh năm 2005 mệnh thủy nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết cần giữ gìn sức khỏe chú khi lao động chân tay hoặc xuất hành đi xa quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thìn tuổi sửu màu sắc may mắn màu đen màu vàng xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi tuất sự nghiệp chắc trở tình duyên hành thông Xem tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Tuất cho biết rằng, bạn mệnh ít gặp được may mắn trong tháng này, đặc biệt là phương diện công danh sự nghiệp và tiền tài. Bạn cần phải cẩn thận từng đường đi nước bước, nếu không dễ phải chịu thiệt hại về danh tiếng lẫn lợi ích. Cục diện tương hại đem tới nhiều tác động xấu cho những người làm công ăn lương. Bạn không nên quá cả tin hoặc đạt trọn vẹn niềm tin vào bất cứ ai. Thời điểm này, dù là bạn bè thân thiết hoặc người thân cũng có thể trở mặt quay lưng với bạn vì lợi ích. Phương diện tài lộc cũng hãy cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Dù bạn không có lòng hãm hại ai, nhưng đề phòng người khác là điều cực kỳ cần thiết. Thời điểm này tốt nhất nên tập trung vào các công việc của mình và hoàn tất những dự án còn gian dở, không nên vội vàng tiến hành những dự án mới. May mắn là phương diện tình cảm lại đem tới cho người tuổi tuất Một tình vui Tháng nay, đào hoa nở rộ đối với người độc thân nhận được những săn đón từ nhiều người khác giới. Bạn có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người có khả năng sẽ tìm được người phù hợp. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tổ tuốt luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang tháng mới, bản mệnh phải chịu sức ảnh hưởng xấu từ cục diện tương hại, khiến cho mọi việc tiến triển khó khăn, thậm chí liên tiếp gặp phải những cản trở của kẻ xấu cố tình hãm hại thời điểm này tốt nhất bạn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, không nên nghe theo lời rủ rê, sử dục của người khác. Dù là người bạn tưởng trừng thân thiết cũng có thể quay lưng tìm cách hãm hại bạn vì muốn kiếm lợi ích cho mình. Khi nghe thấy những lời kích bác, những tin đồn vô căn cứ, bạn cần phải giữ được tỷ trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào cái bẫy gây ảnh hưởng tới danh tiếng gây giận suốt bảy lâu nay bị kẻ xấu đổ oan hoặc cướp mất công lao. Với người có chức có quyền, bản mệnh trở nên nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn tới hành sự bất cẩn, đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng tới cả tập thể. Bản mệnh cần cần nhắc bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành sự như vậy. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng 8 âm lịch cho biết, vận trình tài lộc của người tuổi tuất bước sang tháng mới cũng khả bấp bên khi các khoản thu vào không được như dự tính mà các việc cần phải bỏ ra tiền thì tới hàng ngày bản mệnh nên hạn chế việc rót vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh trong tháng tạm âm lịch nhiều nguy cơ mà bạn chưa lường trước đang rình rập, vì thế tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để chuẩn bị các yếu tố như nhân lực và vật lực, đồng thời chờ đợi một cơ hội khác phù hợp hơn đến với mình. Đối thủ cũng chưa dễ đưa ra những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Bạn không nên cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Làm việc gì cũng cần phải thận trọng, tránh để xảy ra lỗi sai, thậm chí làm việc phạm pháp để người khác nắm đuôi. Những người mới bước chân vào những lĩnh vực mới cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định, bạn cũng không nên khởi nghiệp trong tháng này. Bạn cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu quá nóng vội, bạn sẽ tự đẩy bản thân vào cảnh hao tài tổn của. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, trước hết hãy hoàn thành cho tốt các dự án còn đang dang dở. Nếu có thời gian rảnh thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang thẳng tân dậu, may mắn là phương diện tình cảm lại có nhiều tình vui bỏ về, đặc biệt là đối với người độc thân. Các tình bất việc xuất hiện giúp cho con đường tình duyên của người tụ tuốt có đào hoa nở rộ. Thời điểm này bạn có thể nhận được sự chú ý của một vài người xung quanh. Nếu thấy có thiện cảm với ai thì bạn nên cho người đó cơ hội. Hãy giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình yêu. Bởi khi có người yêu thương, bạn sẽ có người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Nếu trong lòng đã có sẵn một hình bóng của ai đó thì bạn cũng nên chủ động bày tỏ tình cảm hoặc tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Bạn không cần phải nói những lời hoa mỹ, chỉ cần bày tỏ lòng quan tâm chân thành bằng những hành động cụ thể thì đối phương ắt sẽ cảm động. Còn đối với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc cả hai thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa ra cho bạn những lời cổ vũ, động viên, hữu ích giúp bạn có thêm động lực, cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, người tuổi tuất nên tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên bạn nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe người tổ tuốt không gặp phải vấn đề nào đáng ngại trên phương diện sức khỏe vào tháng 8 âm lịch này. Dù phải đối diện với nhiều điều không mong muốn, nhưng may mắn là bạn vẫn có đủ sức khỏe và ý chí để đối diện. Đừng bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao khiến tinh thần sảng khoái hơn cũng giúp bạn nâng cao sức khỏe. Khi gặp những chuyện không như ý muốn, bạn cũng đừng nên suy nghĩ quá bi quan, hãy chấp nhận những gì mình gặp phải, từ đó mới có lỗi suy nghĩ tích cực hơn, không dằn vặt bản thân vì những điều không đáng khiến bản thân mệt mỏi. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi tuất vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi mậu tuất sinh năm 1958 mệnh mộc năm sao thủy diệu nửa sao mộc đức khẩu quyết người thần thuyết có thể phản bội bạn đừng đặt hết lòng tin vào bất cứ ai quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần tiểu nhân tuổi thìn tuổi tỵ màu sắc may mắn màu xanh màu nâu hai tuổi canh tuất sinh năm 1970 mệnh kim năm sao mộc đức nợ sao thủy diệu khẩu quyết Hãy hoàn thành những dự án còn gian dở, đừng vội vàng bắt đầu kế hoạch mới. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi sửu, tuổi thìn, màu sắc may mắn màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi nhầm tuất, sinh năm 1982, mệnh thủy. Nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, cẩn thận kẻ xấu dân bẫy hãm hại bạn, hãy luôn cẩn trọng trong mọi quyết định. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng. 4. tuổi giáp tuất sinh năm 1994 mệnh hỏa năm sao thủy diệu nửa sao mộc đức khẩu quyết người nhà quan tâm tới nhau quan hệ gia đình êm ấm quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi giàu, tiểu nhân tuổi sửu tuổi thân màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng năm tuổi bệnh tuất sinh năm 2006 mệnh thổ nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh hãy cải mở đón nhận quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tiểu nhân tuổi mùi tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đen màu vàng xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 cho người tuổi hợi sự nghiệp gian dở tình duyên nợ rộ Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, thời gian này đối với người tuổi hợi có lẽ không đạt được thành tích nào quá đáng kể. Nguyên nhân nằm ở chính bản thân bạn, bản mệnh nên dành thêm thời gian để kiểm lại bản thân mình nguyệt lệnh mọc dục cho thấy bản mệnh chưa xác định rõ ràng hướng đi sự nghiệp của bản thân vì vậy mà người tuổi hợi thường xuyên thay đổi hay bỏ dở công việc giữa chân nếu thấy kết quả không như ý những quyết định có phần nông nổi cũng khiến bạn tổn không ít thời gian để giải quyết rắc rối do chính mình gây nên phương diện tiền bạc có dấu hiệu suy giảm nhẹ khi bạn chưa tìm kiếm được nhiều tiền lương, tiền thưởng hoặc lời lại nhưng lại tốn quá nhiều chi phí cho các hoạt động vui chơi, chân diện. Còn giáp người tuổi hời nên nhắc nhở bản thân lý trí hơn. Mỗi khi mở hầu bao, trở vội chạy theo những thú vui nhất thời rồi cuối cùng rơi vào cảnh trải tuổi lại phải chạy phải người khác riêng phương diện tình cảm lại có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bạn chú ý hơn tới ngoại hình, tự tin hơn trong cách giao tiếp, ứng xử nên dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Tháng 8 âm lịch này, người tuổi hoài không thiếu người săn đón, quan trọng là bạn phải tìm được người trần thành với mình. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi Hợi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Tân Dậu, vận trình sự nghiệp của con giáp người tuổi Hợi gặt hái được những thành công nào trong khoảng thời gian này hay không vẫn còn phụ thuộc phần lớn vào tinh thần làm việc của bạn trên thực tế thì tháng 8 âm lịch thì các mối quan hệ xã giao đều khá bình ổn, bạn không bị kẻ tiểu nhân cản trở. Nguyệt lệnh mọc dục cho thấy con giáp này chưa xác định được rõ ràng mục tiêu tương lai của mình vì thế mà bạn thường làm việc với thái độ đối phó được đến đâu hay đến đấy. Bạn đề cao việc hưởng thụ hơn là cống hiển. Vì thế mà dù trông thấy người khác vượt qua mình, bạn cũng không thấy quả sốc sẵn. Bên cạnh đó, con giáp này còn đưa ra những quyết định nông nổi theo cảm hứng nhất thời. Chính vì vậy mà khi bắt tay vào thực hiện công việc, bạn mới thấy mình gặp nhiều khó khăn hơn tưởng tượng. Những lúc như vậy mà bỏ cuộc giữa chừng thì bạn dễ bị lãnh đạo đánh giá thấp, gây thêm phiền phức cho mọi người xung quanh. Thiên cậu hùng tình quyền còn giáp này cần phải chú ý hơn trong cách hành xử, trở khoe mẹ, phô trương mà trở thành kẻ múa rìu qua mất thợ, khiến người khác chê cười, ảnh hưởng tới hình tượng bản thân. Muốn gạt hải được thành công, Nguyệt Mã khuyên bạn nên nhiệt tình hơn với nhiệm vụ, đừng ngại đi xa công tác hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ. Những chuyến đi này sẽ giúp bạn tích lũy thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích trong tương lai hai Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi hợi không có nhiều dấu hiệu tăng trưởng, thậm chí còn suy giảm nhẹ vào tháng 8 âm lịch này. Còn giáp người tuổi hợi cần xem lại cách làm việc cũng như cách chi tiêu của mình, như vậy thì mới bảo toàn được số tiền trong tuổi. Thời điểm tháng 8 âm lịch, hãy đưa ra những quyết định làm ăn kinh doanh thận trọng hơn, cho nên chạy theo xu thế thị trường, cho lại bỏ cuộc giữa chân, khiến những khoản tiền đầu tư trước đó đổ sông, đổ biển. Người làm công ăn lương cũng nghiêm túc hơn với các nhiệm vụ được phân công. Nếu không, bạn dễ để xảy ra lỗi, bị trách phạt hoặc phải bỏ tiền tuổi ra để đền bù cho những sai sót đó. Nguyệt lệnh một chục cho thấy tháng 8 âm lịch bạn sẽ tốn khá nhiều tiền bạc vào các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc trưng diện cho bản thân. Hãy chi tiêu khoản tiền đúng với mức thu nhập của mình, trở nên chạy theo xu thế thị trường, đến mức đẩy bản thân vào cảnh trải túi hoặc phải vay mượn người khác. Nếu muốn kiếm tiền trong túi, bạn có thể thử sức với những công việc tài trải với điều kiện bạn sắp xếp được thời gian của mình một cách khoa học. Người làm ăn đừng ngại bồn bà vất vả để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đối tượng khách hàng của mình. Công sức bạn bỏ ra vào thời điểm này sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, Phương diện này rất đáng mừng đối với con giáp người tuổi hời có những bước phát triển rực rỡ. Bạn giữ được tinh thần lạc quan tích cực nên hạnh phúc cũng sẽ tự tìm đến với bạn. Người độc thân biết chú ý hơn tới ngoại hình của bản thân, lại tự tin trong giao tiếp nên đi đến đâu bạn cũng dễ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nhiều người sẽ chủ động làm quen với bạn nhưng hãy bình tĩnh để tìm ra người chân thành với mình một số người cũng đã bước qua được những tổn thương trong quá khứ và mở cửa trái tim để chờ đợi tình yêu mới nếu được ai đó giới thiệu cho đối tượng bạn hãy thử trò chuyện và tiếp xúc xem sao biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương phù hợp với mình với người đã có gia đình bạn dành nhiều thời gian để ở bên cạnh người thân cũng như nửa kia sang sẻ các công việc nhà và trò chuyện cùng với cha mẹ con cái Mối quan hệ giữa các thành viên có dấu hiệu gắn kết hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Những mâu thuẫn tranh cãi cũng có dấu hiệu giảm bớt đi. Bạn và người ấy biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên mọi vấn đề đều được giải quyết một cách bình lặng. Thậm chí, thử thách xuất hiện cũng giúp cho cả hai thêm thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi hợi ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn luôn lạc quan, vui vẻ, nên dù có bệnh tật cũng bị đẩy lùi. Ngoài ra trong khoảng thời gian tháng 8 âm lịch, bạn cũng đã quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân và giữ gìn vóc dáng bằng cách ăn uống điều độ, sinh hoạt có giờ giấc, sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, nhờ thể mà bạn lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Thông qua quá trình rèn luyện sức khỏe, bạn cũng mở rộng thêm các mối quan hệ của mình, quen biết với nhiều bạn bè mới có lợi ích cho sau này. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hại vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi kỷ Hợi, sinh năm 1959. Mệnh mộc, năm sao thổ tú, nửa sao phân hữu, khẩu quyết không thích hợp mở rộng đầu tư kinh doanh hãy tập trung vào công việc gian dở quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi môi tiểu nhân tuổi ngọ tuổi giàu, màu sắc may mắn màu vàng màu đỏ hai tuổi tân hợi sinh năm 1971 mệnh kim năm sao thái âm nữ sao thái bạch cầu quyết lý trí hơn trong chi tiêu đừng chạy theo xu hướng thị trường quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mùi tiểu nhân tuổi mão tuổi sửu màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 3. Tuổi quỷ hợi sinh năm 1983, mệnh kim, năm sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Chú ý hơn tới ngoại hình, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác phải. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi sụ, màu sắc may mắn, màu cam, màu tím. 4. Tuổi ất hợi sinh năm 1983. 95 Mệnh hỏa Nam sao thổ tủ Nữ sao phần hận khẩu quyết Vợ chồng hòa hợp Các thành viên quan tâm tới nhau Quý nhân phù trợ Tuổi tuốt tuổi giàu Tiểu nhân tuổi thìn tuổi ngọ Màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ Năm tuổi tinh hài sinh năm 2007 Mệnh thổ Nam sao thái âm Nữ sao thái bạch khẩu quyết, chưa xác định được mục tiêu cụ thể hay bỏ dở công việc giữa chân. Quý nhân phù trợ tuổi mạo, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng.